giờ mình mời các bạn cùng trải bước trên cái con đường này nhé các bạn nhé. Đây dạo bước ở trên này rất là mê ly này. Cảm giác như trong phim. Đường rất là đẹp. Hôm nay lại vắng người nữa nên con đường càng trở nên thơ mộng này. Đây là wow, nơi vắng như này. Đây, có một ông đang tác nghiệp ở bên này. Đây, bạn nhìn này. Đây là cái cây, cái này là cây thảo quả hay gì đấy. Con đường này thì nó dài khoảng tầm hơn 100 mét một chút các bạn ạ. Một con đường được trải đầy lá vàng rất là đẹp, tuyệt vời. Con đường đang độ thu này, hôm nay là trời hơi âm u, không có tí nắng nào. Có nắng thì dây lên rất là đẹp, như kiểu vườn cổ tích ấy. Hôm qua thì gặp một luồng không khí lạnh nên là lá nó rụng rất là nhiều, các bạn nhìn này, trải thảm vàng luôn, quá đẹp, như trong phim này. Những cái hàng ghế này được bố trí rất là bài bản, các bạn nhìn này, đẹp quá trời. Lá này đầy mặt đất luôn, không có một tí chỗ nào là hở luôn, vàng điều này rất là tuyệt vời. Đây là con đường ở gần công viên phía nhà mình ở chỗ tỉnh Tochigi các bạn nhá. Đây như trong phim luôn này các bạn này. Đây là hai cái hàng cây này. Đi nào con ơi. Ôi con đường đẹp quá các bạn ơi. Con đường sang thu, cuối thu. Lá vàng rực lên. Kéo đi vào nước con nhá. Đẹp không? Đường đẹp không? Hà Phương. Quả lắm. Con đường cuối thu. Chim đấy nhỉ. Ở kia kìa. Thế đẹp nhờ. Trái tim này. Đây là bạn, có bạn nào đối với Dương nào vừa quay cái trái tim mùa thu này. Mẹ chú ảnh trái tim ấy. Trái tim mùa thu này. Đây các bạn thấy con đường này. Lá rụng, con đường lá rụng này. Để qua chỗ này mà chụp ảnh cưới chắc là rất là tuyệt. Đây là con đường. Ui giời ơi, có một bạn lại quay mông về đấy lúc này thì. Cái này thì tuần sau chắc là bị thanh hóa này. Tuần sau thì chắc còn lá đỏ với cái lá vàng này thì hết rồi. Vàng thì hôm nay mình muốn tranh thủ những cái thời điểm đẹp nhất. Như hôm nay trời nó hơi mưa nên là nhìn nó không được sáng ảnh lắm đấy. Mình cố gắng. Đây có một đôi chim cu đang tạo sáng. Này mà có ảnh cưới ra đây chụp thì rất là. Các bạn nào chụp một ngày cưới mà sang bên này chụp ảnh. Thân đâu là về được ảnh về nhà. Rất là đẹp. Thẳng vàng luôn này. Lá nó rụng vàng hết xung quanh luôn các bạn này. Đây. Đây là. Ui giời. Rất là đẹp. Con đường ngập lá vàng ấy. Trên cây nó thì bây giờ lá đã rụng gần như là hết rồi, còn một chút thôi, rụng phải đến 70-80% rồi. Đây chỉ còn lại một chút ở dưới này thôi.
Đây con đường đẹp quá trời các bạn ạ. Đây là sắc thu của Nhật Bản. Việt Nam rất tiếc ở nhà mình không trồng được cái cây này. Để mà trồng được cây này thì ở ngoài phía Bắc thì rất là tuyệt vời. Đây là một con đường bình thường đấy các bạn ạ. Không phải là cái đường để du lịch thì đẹp. Đường này ở khu công nghiệp nó vắng người qua lại. Rất là cây hai bên rất là lung linh. Mình có thể phóng cảnh đi ra giữa đường được các bạn. Đường rất là vắng. Đi nào em ơi. Wow, con nắng lên đẹp quá em này. Đây các bạn nhá, đây là con đường này, lúc con nắng lên này. Đây hơi hửng hửng nắng một chút thôi. Đã đẹp như này rồi. Đường ở đây rất là vắng. Hai bên là những cái cây, mọi người bảo đây là cây thảo quả. Nhưng có người thì bảo cây rẻ quạt, mình cũng không biết là cây gì. Biết là đặc trưng mùa thu ở bên này là cây này là cây vàng, lá vàng thì cây này là đẹp nhất. Mặc dù quả nó hơi thối thối một chút nhưng mà rất là đẹp. Đây mình đang đi dạo thì con đường đấy đây các bạn này. Ơi, đi là về là con ơi, về cho mẹ đi làm nào. Mình mà lần đầu tiên vào đây chắc là bị choáng ngợp đấy nhưng mà cũng khá quá. Nước kìa, chân. Ra xe đi. Nước nhá. Ôi, đi dạo chỗ này đẹp. À, rực luôn. Hôm nay lại vắng người. Không. Ông này, đây là ông cụ đang ngồi tận chụp ảnh này. Đấy, ông đã mời hai ông bà kia dắt chó đi để ông chụp đấy. Anh đấy. Ừ. Wow, có tí ánh đèn lên lại đẹp nhé nhỉ. Đây, con đường trời. Dắt chó đi dạo cũng thích con đường này. Đây bây giờ là hết con đường rồi các bạn. Mình đi dọc bãi đậu xe. Mang rất sôi động đi đây không phải đây. Rất là đẹp. Nay xin giới thiệu với mọi người đây là con đường lá vàng. Đang mùa thu rất là đẹp. Cái con đường này là ở gần nhà mình, công viên Higashi Chuo. Các bạn xem này, cảnh lá vàng rơi rất là đẹp. Cái cây này thì rất là có nắng lên rất là đẹp này, nhưng mà có mỗi một cái là hy sinh vì nghệ thuật, đó là cái quả của nó mùi hơi thối, khắm khắm như kiểu mùi mùi xoan ngâm ấy. Đây các bạn nhìn này, rất là đẹp. Chỗ này mà này ra đây rất là đông này. Họ đi chơi. Đang nổi đẹp. Cái này thì có thể đến khoảng là khoảng vài ngày nữa. Đây là cái cây cái gì nhỉ? Cây rẻ quạt ấy. Thối khắm luôn các bạn. Đây là cảnh vào thu, vào đây tầm thời điểm này rồi. Ở giữa tháng 11 thì cái cây này nó sẽ bắt đầu nó ấy này. Rất là đẹp, đây này các bạn nhìn này. Đây lá bắt đầu vàng các bạn này. Lá vàng thì tầm này bắt đầu rồi. Gần hết rồi, bắt đầu ở chỗ này đang đẹp.
Cái phong thì chưa, cái phong là đỏ, nó đỏ thường chậm hơn một chút. Sắc thu bên hiên nhà các bạn. Đây cái phong là bắt đầu ở chỗ nhà mình thì bắt đầu vào đỏ, vẫn còn xanh. Này chắc khoảng tuần hai tuần nữa. Giờ hát đi vào công viên gần nhà. Đây mình đang đi dạo ở con đường lá vàng. Nó đỏ ở trên Nico ấy ui. Gốc cây đẹp kìa mày. Cái chỗ bờ đá đấy. Cây phong nhá các bạn nhá. Nắng rất đẹp. Vào được mà. Người ta có cấm nó. Cấm thì người ta đã có biển con ơi. Đây các bạn nhìn đây. Đây. Rất đẹp. Năm ngoái mình cũng lên đây rồi, năm nay lại lên. Hầu như là năm nào mình cũng lên. Cứ đến mùa lá vàng lá đỏ là mình lại lên đây một lượt. Mùa tuyết thì không lên, mùa hè cũng lên cho mát, trên này rất là mát. Đây là cái phong này các bạn này, cái phong mà ở nhà mình trồng ở trên đường Trần Duy Hưng đấy. Con đường cuối mùa thu của cô chị thì được bên kia là bắt đầu có tuyết rồi đấy. Rất là đơn sơ và mộc mạc, cuối đi thẳng hàng. Chả bên dưới là những cọng lá vàng rụng cuối mùa. Đây là những cọng hoa trà. Mặt trời vừa mới nhú lên. Giờ trời thảm đỏ đi trên những con đường lá vàng. Cảm giác rất là nên. Chúng ta lại tiếp tục hành trình lá vàng, lá đỏ, mùa thu Nhật Bản. Đây là những khung cảnh hết sức bình thường của Nhật Bản. Nó chỉ là những công viên. Đây là một khu vườn truyền thống của người Nhật. Cảnh sát rất là tuyệt vời. Tuyệt vời. Đây, chúng ta đang đi vào một khu vườn. Xa có những chú vịt trời đang bơi. Đây khung cảnh mùa thu Nhật Bản.
Chỉ là bãi đậu xe nhưng mà con đường này rất là đẹp. Thằng ngày mình đi làm đều phải trải qua cái hàng cây này. Các bạn nhìn xem hàng cây về một núi rất là đẹp. Cảnh lá vàng rơi.